khán giả thân mến, tóc giả không chỉ được dùng để giúp cho những bệnh nhân bị rụng tóc tự tin hơn vào vẻ bề ngoài, mà hiện nay tóc giả còn như một món đồ thời trang giúp các bạn trẻ thay đổi phong cách hàng ngày, dùng để hóa trang, biểu diễn. Tuy nhiên, hiểm họa đằng sau những bộ tóc giả trôi nổi trên thị trường thì không phải ai cũng biết. Phóng sự ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu hơn về thực trạng này. Tóc giả được chào bán trên thị trường khá đa dạng về kiểu dáng và chất liệu. Thông dụng nhất vẫn là tóc giả làm từ sợi ni lông với giá từ 200 đến 400 ngàn đồng một bộ. Ngoài ra còn có tóc làm từ sợi tơ nhân tạo được quảng cáo là cao cấp và nhìn tự nhiên với giá bán 500 đến 800 ngàn đồng một bộ. Riêng tóc giả làm từ tóc thật đều có giá từ 1 triệu trở lên tùy độ dài. Tại các chợ cũng như cửa hàng tóc giả, mỗi người bán đều trả lời nguồn gốc khác nhau. Nơi thì từ Hàn Quốc, chỗ lại nhập từ Thái Lan. Thậm chí có nơi cho rằng tất cả tóc giả đều nhập về từ Singapore, trong khi nhãn mác lại giống hệt nhau. Cái giá thường thường là 350 với 400 là thấp nhất rồi hả chị? Như vậy nha, là 200 nè. Con nghe tụi nó quảng cáo nhưng mà tóc Hàn Quốc này nọ. Tóc này tóc Hàn Quốc là tóc gì? Ủa cái này là tóc ni lông hả? Ni lông đâu. Cái này là bao nhiêu chị? Sao mình phân biệt nữa, nào của Hàn Quốc, cái nào của Thái Lan, cái nào của Trung Quốc? Hơn thế nữa, trong thời buổi mạng xã hội phát triển, tóc giả được rao bán nhan nhản trên các trang mạng, diễn đàn lại càng gây hoang mang cho người dùng. Nói tóc với các loại tóc giả có một tỷ lệ gây ra cái tình trạng là viêm da dị ứng, viêm da kích ứng cho da đầu, cho cái vùng da mà chúng ta khi mà tiếp xúc. Bên cạnh đó có thể kể một số bệnh lý khác. Khi mà chúng ta sử dụng những cái phương pháp đó, chẳng hạn như là viêm nhiễm ở cái vùng da đầu, những cái vùng da tiếp xúc, chẳng hạn như là viêm nang lông nè, nhiễm trùng, nhiễm nấm. Một số nơi còn có dịch vụ cho thuê tóc giả, tuy nhiên không ai có thể đảm bảo quá trình vệ sinh giữa những lần thuê. Một cái lời khuyên dành cho các bạn, khi có ý định sử dụng các phương pháp làm đẹp thì chúng ta cần phải có ý kiến tư vấn từ các bác sĩ chuyên khoa, có thể bác sĩ chuyên khoa về dị ứng và lâm sàng, các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, các bác sĩ chuyên khoa da liễu, các người chuyên môn có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà các bạn muốn tư vấn để làm đẹp. Quý khán giả và đặc biệt là chị em phụ nữ có nhu cầu làm đẹp bằng tóc giả, đừng nên chạy theo trào lưu hoặc những điều được gọi là mốt. Cần sáng suốt lựa chọn những điểm bán dịch vụ uy tín để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.